Ok, hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với lại channel của Hội Phát Hiền nữa. Bây giờ mình sẽ cường hóa được 32.508 cái nha mọi người. Để xem là có lên được 80 không đây. Chắc là khó đấy. Mà hên xui, hy vọng hên là sẽ lên được 70 mấy. Là một cấp nó tới mấy trăm cái lận. Cũng hên ghê chứ. 73 rồi nè. Thank you.
mình hên rồi đó nha mọi người. Hơi bị hên luôn á. Chắc chắn là sẽ lên được 80 rồi, khó là hơn rồi. Ok, mọi người đã xem nha. Nếu thích thì cho mình một like và đăng ký kênh nhé. Bye bye mọi người.